giờ từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2016. VTV7 liên tục có các chương trình chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án. Các môn toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa, sinh. Hãy đón xem chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án 21 giờ hàng ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Yeah! VTV7 chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn, chúng ta đang tới với buổi giao lưu trực tuyến và ngày hôm nay rất hân hạnh được mời tới với chinh phục kỳ thi đó là cô Nguyễn Thị Hồng Vân đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên và thầy Nguyễn Quang Anh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và thầy Đinh Quốc Hưng là thầy giáo dạy bộ môn sinh học của chinh phục kỳ thi. Xin chào các thầy cô ngày hôm nay đến với chương trình ạ. Vâng. Trước hết thì có lẽ xin hỏi các thầy cô một chút về cái không khí của cái cuộc làm bài thi ngày hôm nay, bởi vì môn sinh là cái môn cuối cùng kết thúc cái đợt thi này, thì không biết là các thầy cô thấy là các em học sinh có phản hồi như thế nào? Theo mình biết thì qua các học sinh của mình, các học sinh mà trực tiếp thi vừa rồi, thì mình thấy rằng là thực sự cái đề này nó cũng rất là dài, là sẽ không làm được hết 100%. Đấy. Thì nó cũng có thể, mình cũng có thể đánh giá là nó dài hơn so với năm ngoái. Vâng, thế cô thì thấy sao ạ? Mình thấy là đây là một đề thi là tương đối khó, bởi vì có những cái câu hỏi đòi hỏi cái sự tính toán, kỹ năng tính toán rất là chắc chắn, thì thí sinh mới có thể đưa ra câu trả lời đúng trong khoảng thời gian có hạn của kỳ thi. Vâng, thầy Quang Anh ạ, thầy có nhận định như thế nào? Tôi thì thấy rằng cái đề thi này rất thú vị. Đúng là để đạt điểm 10 cái đề thi này các em phải nói thực sự rất xuất sắc. Cái đề thi này nếu như em nào được 10, tôi nghĩ rằng là em đó thực sự là quá giỏi. Vâng. Thế còn các thầy cô tính chung mặt bằng chung của các em sẽ rơi vào điểm khoảng bao nhiêu ạ? Theo mình biết thì cái năm nay thì cái số lượng câu hỏi khó nó khó hơn so với năm ngoái. Vâng. Nó nhiều hơn so với năm ngoái. Vâng. Thế thành thử rằng là mình nghĩ là cái đa phần các em sẽ rơi vào khoảng độ, mình nghĩ là khoảng 5-6. Vâng. 5-6. Vâng. Và hy vọng là các bạn sẽ đạt được những cái số điểm mà mình ưng ý, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng tới với những câu hỏi trực tiếp ngay bây giờ. Bạn Long có hỏi là thầy ơi, em không hiểu sao đáp án của bộ lại là câu A ở câu 11, mã đề là 936. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì các thầy cô của chúng ta sẽ nói các câu hỏi mà tập trung vào mã đề là 936, thì để các bạn tiện theo dõi nhé. Vâng, các thầy cô có thể trả lời giúp cho bạn ấy được không ạ? Cái câu số 11, chứ là thầy đọc lại câu này. Giả sử một cây ăn quả của một loại thực vật tự phấn có kiểu gen A lớn nhỏ, B lớn nhỏ. Theo lý thuyết thì những phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai? Sau khi thầy đọc cái câu này thì thầy thấy rằng là một số bạn thì lại chọn đáp án B. Tức là nếu gieo hạt của cây này thì có thể thu được cây có kiểu gen đồng hợp tử trội. Về trên chúng ta chú ý rằng đây là người ta hỏi chúng ta là cái phương án sai. Thế thì chúng ta biết rằng là cái việc mà A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ mà tự độ phấn thì hoàn toàn có thể thu được cái cây đồng hợp về hai gen. Đấy, những các em lại không để ý. Ở đây chúng ta dễ dàng thấy rằng là khi mà nuôi cấy hạt phấn thì hạt phấn là đơn bội mà. Thế cho nên là khi mà lưỡng bội hóa lên thì tất nhiên là không thể nào mà chỉ thu được cái cây mà lại có kiểu gen A lớn nhỏ dị hợp. Vâng, đấy, vâng. Chúng ta để ý một chút, chúng ta thấy rằng là tức là nếu như mà đã đa bội hóa phấn lên thì phải là đồng hợp. Đúng rồi. Nói đấy thì lại A lớn A nhỏ là dị hợp mất rồi. Mà phải là đồng hợp với tất cả các gen. Vâng, đấy. Đúng rồi. Có vẻ như năm nay cũng có một vài câu hỏi như là đáp án nào là đáp án sai, chứ không phải là đáp án nào là đáp án đúng, đúng không? Vâng. Ví dụ như câu hỏi của bạn tiếp theo đây, bạn có hỏi là ở câu 28 thì đáp án của bộ là A, nhưng em thấy đáp án B thì chính xác hơn, các thầy có thể giúp em giải thích câu này được không ạ? Câu 28 này thì ở đây cũng là một cái câu mà hỏi cái đoạn là sai. Vâng. Thế thì nhiều em thì chọn đáp án B. Thì thực ra thì đáp án B là đúng. Chúng ta có thấy rằng là khi mà ở một cái cơ quan sinh sản trong cái quá trình giả phân ấy, thì có rất là nhiều các tế bào, và các tế bào thì có thể ở các cái kỳ khác nhau. Đấy, nhưng mà ở đây đề bài cho là các tế bào ở các tiêu bản luôn có số lượng và hình thái bộ nhiễm thì là giống nhau, là không chính xác. Đấy, bởi vì là tế bào có thể là ở giả phân 1, hình thái sẽ khác với giả phân 2. Đấy, cái diễn biến nó khác. Đấy, có thể là một nhóm tế bào là đang ở trạng thái đơn bội, một nhóm là lưỡng bội. Ở trong một cái giả phân 1 thôi, cái hình thái nó khác nhau ở các giai đoạn. Vâng.
Với riêng em thì có lẽ là em thấy là các bạn cũng phải hết sức chú ý khi đọc đề đúng không ạ? Đúng. Các thầy cô thấy đề năm nay như thế nào? Tôi xin bổ sung thêm một ý ở cái đáp án A là sai ở câu hỏi vừa rồi. Đó là ở đây là châu chấu đực, tức là bộ nhiễm sắc thể là 23, tức là cặp giới tính chỉ có 1X và cái đáng lẽ là cặp tương đồng nhưng mà một chiếc còn 1X và vậy khi giảm phân thì có thể có giao tử sẽ không có cái nhiễm thể giới tính và có những tế bào thì có một nhiễm thể giới tính X. Vâng. Cho nên là ở đây là giống nhau là không đúng. Vâng. Phải có các tế bào khác nhau. Vâng. Đó chính là cái điều thú vị là ngày hôm nay khi mà tham gia cái buổi giao lưu trực tuyến này thì các bạn sẽ được nghe các thầy cô gợi ý đáp án một cách rất là cụ thể chi tiết, thay vì là chỉ đọc những cái đáp án mà đôi khi các bạn vẫn còn những nhiều câu thắc mắc. Vì thế nên các bạn hãy nhanh tay đặt những câu hỏi về cho thầy cô của chúng ta nhé. Buổi lên hình của chúng ta sẽ còn kéo dài trong vài chục phút nữa cơ, nên là hãy truy cập Facebook của chương trình với tên gọi là Chinh phục kỳ thi VTV7 hay là website của chương trình là vtv7.vtv.vn/chinh phục kỳ thi để comment những câu hỏi dành cho các thầy cô. Câu hỏi tiếp theo. 21 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2016, VTV7 liên tục có các chương trình chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án các môn toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa, sinh. Hãy đón xem chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án 21 giờ hàng ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. VTV7 chúc các bạn thành công. Sẽ cùng tới với câu tiếp theo ạ. Một bạn nữ có hỏi cô Vân là: cô ơi, ở câu 24 đề 936 thì đáp án đúng của bộ là C, nhưng tại sao đột biến đảo đoạn lại tạo ra loài mới ạ? Cô có thể giúp em không? Đáp án ở câu này là cả bốn cái lựa chọn này đều là đúng, và vì vậy chúng ta chọn đáp án là C mà không phải là các đáp án khác. Ví dụ như là đáp án D là chỉ có 3 thì bạn vừa nói là đảo đoạn là không thể tạo nên loài mới, nhưng thực ra thì bên cạnh cái đột biến chuyển đoạn là có thể tạo ra loài mới như là trong sách có thể ghi, thì ở đây đảo đoạn cũng có thể là một cái cơ chế mà dẫn đến sự tái sắp xếp hệ gen, và đây là cái cơ chế tạo ra loài mới. Và bằng những cái kỹ thuật nhuộm nhiễm sắc thể thì người ta có thể so sánh bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau và thấy rằng là chúng có thể có sự sắp xếp lại các cái đoạn nhất định trên nhiễm sắc thể để tạo ra loài mới. Do vậy là ở cả cái trong câu hỏi này thì cả bốn đáp án thì đều là những cái cơ chế có thể hình thành loài mới, và vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C là đáp án đúng. Vâng, cảm ơn cô ạ. Câu tiếp theo là: thầy ơi, câu 37 em không làm được, thầy giải kỹ cho em với ạ. Câu 7 để em nhắc. Vâng. Đây, các em để ý này. Giả sử từ một tế bào vi khuẩn có 3 sát nít và qua 2 đợt nhân đôi liên tiếp thu được các tế bào con theo lý thuyết thì có bao nhiêu kết luận là đúng? Các em xem này, kết luận 1 là quá trình phân bào của vi khuẩn này không có sự hình thành phân bào. Chính xác, bởi vì vi khuẩn nó hình phân bào theo kiểu là phân đôi. Chính vì thế nên là nó cũng không có hóa thân phân bào. Trục phân. Thứ hai, ta xem cái số 4 này. Mỗi vi khuẩn tạo ra có một phân tử ADN vùng nhân và không xác định được số plasmid. Điều này là chính xác. Các em nhớ rằng là khi vi khuẩn nhân đôi một lần thì nhân đôi thì cái ADN vùng nhân nó chỉ nhân đôi một lần thôi, nhưng cái plasmid ấy thì nó lại nhân đôi độc lập với ADN vùng nhân, tức là nó có thể phân bào được nhiều hơn. Chính vì thế chúng ta cũng không biết được là phân bào bao nhiêu lần và tạo ra bao nhiêu plasmid. Chính vì thế cái số plasmid là không xác định được. Đấy. Chính vì thế cho nên là cái đáp án cái câu số nhận định số 3 và nhận định số 5 ấy là nhận định số 3 là một có 4 tế bào vi khuẩn đã tạo ra và mỗi tế bào luôn có 12 plasmid, luôn có 12 plasmid là sai. Và cái số 5 là luôn có một phân tử ADN vùng nhân và một plasmid cũng là không chính xác. Chính vì thế là 3 và 5 là không chính xác rồi. Ta xem 2 nhé. Vật chất di truyền của vi khuẩn này luôn phân chia đồng đều cho tế bào con, không chính xác. Thì sao? Ta nhớ rằng là khi một vi khuẩn nhân đôi thì đúng là cái ADN sẽ cái ADN vùng nhân ấy sẽ có 2 ADN con và chia đều cho 2 tế bào con. Tuy nhiên cái ADN plasmid thì không được chia đều cho tế bào con. Chính vì thế nhận định số 2 này cũng là sai. Chính vì thế là các em nhớ nhé, là nhận định đúng là 1 và 4, tức đáp án là D. Có 2 nhận định đúng thôi. Đấy. 21 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2016, VTV7 liên tục có các chương trình chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án các môn toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa, sinh. Hãy đón xem chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án 21 giờ hàng ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Yeah! VTV7 chúc các bạn thành công. Chúng ta sẽ tới với câu tiếp theo ạ.
Ở câu 34, bình thường là phải có hai gen ở hai vị trí, nhưng khi đột biến thì kiểu hình sẽ là gì ạ? Xin các thầy cô có thể trả lời giúp cho em được không ạ? Có lẽ là tôi xin trả lời câu hỏi này của em. Nếu như đột biến mà xảy ra ở cả hai gen, trong trường hợp này là cái biểu hiện bệnh sẽ là bệnh G, bởi vì là như chúng ta đã biết là theo đầu bài thì là đột biến ở gen B sẽ dẫn đến là không tạo ra sản phẩm P, và biểu hiện của cái người mà mang đồ gen đột biến là gen B thì sẽ tạo thành G. Trong trường hợp là cả hai gen đột biến thì kết quả cuối cùng là cũng vẫn không tạo ra sản phẩm P, cho nên biểu hiện kiểu hình là bệnh G. Vâng, cảm ơn cô ạ. Câu tiếp theo là đặt câu hỏi về câu 25 ạ. Tại sao là không phải 3 đáp án đúng là 1, 2, 3 mà lại 2 đáp án là thầy? Thầy giúp em với. Câu 25. Vâng. Dạ, vâng, câu 25 đó là tôi đọc theo thiết tiến hóa hiện đại có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng, phải chọn tự nhiên. Thế từ đây thì chúng ta sẽ thấy, ta sẽ giả soát từng cái phương án một. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số allele của quần thể, thì câu này là chính xác rồi, rất là cơ bản thôi. Câu 2, chọn lọc tự nhiên chống lại allele trội, làm biến đổi tần số allele của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại allele lặn. Câu này cũng chính xác, bởi vì khi mà allele lặn ở trạng thái dị hợp thì nó sẽ không bị đào thải. Câu 3 thì chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các allele mới và làm thay đổi tần số allele quần thể, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là ở đây có cái ý là xuất hiện allele mới, thì đấy không phải là do chọn lọc tự nhiên, mà cái allele mới này xuất hiện đấy là do sản phẩm quá trình đột biến gen. Đấy. Câu 4 là chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số allele một cách đột ngột không theo hướng xác định, thì ở đây chúng ta chú ý rằng là chọn lọc tự nhiên là cái nhân tố tiến hóa có hướng, nhưng đây là có cái chữ là không theo một hướng xác định. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là chỉ có cái câu 1 và câu 2 là chính xác, hay là cái phương án D, tức là có hai cái đáp án đúng. Vâng. Các thầy cô ơi, em mới học lớp 11 và em nhìn đề năm nay thì em cũng rất là lo lắng. Vậy thì không biết là sang năm thì các thầy cô có lời khuyên nào dành cho học sinh lớp 11 từ năm nay để ôn thi môn sinh không ạ? Qua cái quá trình mà dạy chương trình thi cục kỳ thi VT7 thì thầy nhận ra một cái, thầy vào lúc trước nữa, thầy cũng thấy một cái điều là như này. Là thực sự thì cái đề sinh qua mỗi năm nó đều khó lên. Đặc biệt là với cái bài dạng bài mà có, kể cả là bài tập nhé, mà lại có nhiều nhận định đúng, mà yêu cầu chúng ta phải chọn hướng nhận định đúng, thì thực sự là thầy biết rằng là các em, nhiều em sẽ cảm thấy hơi sốc khi mà nhìn cái bài này, đặc biệt là các em lớp 11. Nhưng mà thầy cũng phải lưu tâm một điều là như này. Khi mà các em làm các đề thi thử của các trường chuyên ấy, các trường chuyên trên cả nước ấy, thì các em thấy rằng là cái đề thi của bộ nó cũng không vượt ra ngoài các cái đề thi thử nhiều lắm, tức là nó cũng các dạng bài như thế thôi. Chính vì thế nên là thầy khuyên các em là các em sẽ làm tất cả các cái đề thi thử của tất cả các trường chuyên, thì các em nhận thấy rằng là cái đề này nó cũng thực sự không quá khó, nó dài thôi chứ nó cũng không quá khó, các em hoàn toàn có thể cố gắng được. Đấy, chỉ có điều là các em cần phải một sự nỗ lực rất là nhiều thôi. Đấy. Và trong quá trình làm bài tôi nghĩ là người rất cẩn thận, đúng không ạ? Nếu mà các em cứ đọc vội, đọc nhanh là sẽ rất là dễ bị mắc vào những cái cạm bẫy trong những câu. Ví dụ ạ. Và, ví dụ cụ thể như đề năm nay thì theo thầy đâu là cạm bẫy ạ? Vâng, thì ví dụ như là có lẽ là nếu mà kể ra thì cũng khá nhiều. Một vài những cái bẫy mà lớn lớn ấy. Chẳng hạn như là tôi lấy luôn một cái câu được xem là ở trong cái nhóm dễ thôi. Vâng. Đấy. Đây là cái câu 18 là con người đã ứng dụng những cái hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây. Dạ. Thế thì trong cái câu này thì trước hết là các con phải hiểu được cái khái niệm về ổ sinh thái. Nó chính là cái khoảng không gian sinh thái mà ở đó tất cả các cái nhân tố sinh thái nằm trong cái giới hạn chịu đựng. Thế thì khi đó thì chúng ta dễ thấy rằng là thứ nhất là trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một cái khu vườn, đấy chính là ứng dụng của cái ổ sinh thái. Đấy. Rồi thì tiếp theo là cái trồng các cái loại cây đúng thời vụ thì cũng phải hiểu biết về ổ sinh thái thì mình mới có thể tìm được một cái thời điểm trồng tốt nhất. Và ở đây thì cái thời vụ này thì nó liên quan đến rất nhiều các cái nhân tố sinh thái tác động. Đấy. Thế rồi thì nuôi ghép các cái loài cá ở các cái tầng nước khác nhau trong một cái ao nuôi thì đấy cũng chính là sử dụng cái hiểu biết ổ sinh thái. Còn cái phương án 2 đó là khai thác vật nuôi ở cái độ tuổi cao để thu được năng suất càng cao thì chúng thấy là không có một cái liên quan gì cả. Thì có bạn thì bị nhầm lẫn, nghĩ rằng là cái trồng các cái loại cây đúng thời vụ thì nó không liên quan đến ổ sinh thái. Nên các bạn lại chọn phương án là C, nhưng mà đúng là phương án A, tức là
ba cái một ba và bốn là đúng. Đấy, một cái câu rất là dễ thôi trong cái nhóm mà gỡ điểm đấy, nhưng mà nhiều em vẫn bị sai. Vâng. Vậy thì chúng ta phải hết sức cẩn thận đúng không? Và rất cẩn thận. Vâng. Thầy ơi, câu 43 theo em là một câu khó nhưng mà cũng hay, thì thầy ý kiến của các thầy cô về câu này như thế nào ạ? Câu 43. Câu 43. Rồi, thầy cũng vừa làm qua cái câu này. Thì nếu mà đánh giá tổng thể cả cái đề này thì câu 43 này ở mức độ khó vừa thôi các em ạ. Mức độ khó vừa thôi. Đấy, thầy đọc cái câu này các em xem nhé. Hồng là thực vật xét hai cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ phân liệt độc lập cùng quy định màu hoa. Khi kiểu gen có hai loại gen trội là A và B thì kiểu hình hoa đỏ, mà chỉ có một trong hai loại, chỉ có A thì cho kiểu hình hoa vàng, và chỉ có B thì cho kiểu hình hoa hồng, và toàn gen lặn cho hình hoa trắng. Các em đọc đến đây một cái là các em sẽ nhận định ra ngay đây chính là kiểu tương tác bổ trợ 9331. Cho biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu cách sau đây giải thích chính xác kiểu gen, có bao nhiêu cách sau đây giúp xác định chính xác kiểu gen của cây hoa đỏ, cây hoa đỏ thuộc loài này. Thì các em thấy rằng là cái cây hoa đỏ ấy nó sẽ có kiểu gen là A lớn gạch, B lớn gạch. Vậy bằng cách nào để xác định được là cái cây hoa đỏ này chính xác kiểu gen A lớn gạch, B lớn gạch? Thì ta thấy rằng là cho cây hoa đỏ tự tụ phấn, chính xác. Khi cho cây hoa đỏ A lớn gạch, B lớn gạch tự tụ phấn, nó sẽ được ra các tỷ lệ kiểu gen kiểu hình khác nhau, và ta hoàn toàn có thể nhận định được là nó là kiểu gen như thế nào. Thầy lấy ví dụ như là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ mà cho tự tụ phấn thì nó sẽ ra tỷ lệ là 9331. Đấy, nên ta dễ dàng nhận ra được. Cái hai nhé, là cho cây T giao phấn với cây có hoa đỏ có kiểu hình dị hợp tử hai cặp gen, thì chính là lai với cây dị hợp tử hai cặp gen, tức là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Cho một cái cây nào đó là A lớn gạch, B lớn gạch mà lai với cây A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, thì ta cũng hoàn toàn có thể xác định được chính xác cái tỷ lệ kiểu gen, tức là căn cứ vào tỷ lệ kiểu gen kiểu hình ở đời con để suy ra kiểu gen của cái cây mà chứa kiểu gen đó A lớn gạch, B lớn gạch. Thế còn cái nhận định đúng tiếp theo nữa là nhận định số 5, là cho cây T giao phấn với cây hoa vàng có gen dị hợp, tức là cây A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ. Đấy, cây hoa vàng có gen dị hợp thì lai cái A lớn gạch, B lớn gạch với cây A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ cũng xác định được và chính xác cái kiểu gen của cái cây mà ta chưa biết. Thế còn cái nhận định là 3, 4, 6 là ba cái cây mà khi mà lai với cây A lớn gạch, B lớn gạch chúng ta không thể xác định được. Thầy lấy ví dụ nhé. Cây số ở trong nhận định 4 ấy, thì cái cây giao cho cây T giao phấn với cây hoa hồng thuần chủng. Hoa hồng thuần chủng tức là A nhỏ, B lớn gạch. Thế thì khi cho lai cái cây A lớn gạch, B lớn gạch với lại cái cây mà A nhỏ, B lớn, B lớn, thì khi mà kiểu gen của cái cây hoa hồng thuần chủng đấy là A nhỏ, B lớn, B lớn, khi đã có B lớn, B lớn rồi thì tất cả đời con sẽ là B lớn gạch. Chính vì thế chúng ta không thể xác định được là cái cây kia là B lớn hay B lớn, B nhỏ. Đấy, ta nhớ nhé. Vậy thì 3, 4 và 6 là không xác định được. Thế còn 1, 2 và 5 là xác định được. Đáp án chính là B. Đáp án B, tức là có 3 kiểu gen có xác định được. Vâng, cảm ơn thầy. Và trước khi tới với những câu hỏi tiếp theo thì mời các bạn chúng ta hãy xem clip gợi ý giải đề đến từ chinh phục kỳ thi cho bộ môn sinh học. 21 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2016, VTV7 liên tục có các chương trình chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án các môn toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa, sinh. Hãy đón xem chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án 21 giờ hàng ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Yeah! VTV7 chúc các bạn thành công.
đang đến với buổi giao lưu gặp gỡ với các thầy cô giáo cố vấn cho bộ môn sinh học của chinh phục kỳ thi. Và vừa rồi thì chúng ta được xem hai lần đáp án bởi vì có một chút sự cố về kỹ thuật, nhưng không sao cả. Điều đó sẽ giúp cho các bạn đặt được những câu hỏi hay hơn và chính xác hơn, cần thiết hơn tới các thầy cô để các thầy cô có thể giải đáp cho các bạn. Bởi vì đây là một cơ hội hiếm có để chúng ta có thể có được những cái giải đáp mà thay vì chúng ta chỉ nhìn những đáp án ở trên mạng thôi, đúng không ạ? Câu tiếp theo các bạn có hỏi là em học lớp 11 và em thấy cái phần về di truyền khó quá, thì em không hiểu là trong một năm này em ôn có kịp không ở các thầy cô? Thành nghĩ rằng là cái đề thi thì chúng ta biết rằng là chủ yếu là tập trung vào cái chương trình sinh học lớp 12. Có một số phần thì liên quan đến sinh học lớp 10. Ví dụ như là cái phần liên quan đến quá trình nguyên phân và giảm phân. Thì thầy nghĩ rằng là nếu như các con mà thực sự có một cái niềm đam mê môn sinh học, một sự nỗ lực, một sự quyết tâm, thì thầy nghĩ rằng không có gì là khó cả. Thì thầy muốn nói thì về cái phần di truyền thì trong cái phần di truyền thì tập trung vào sinh học lớp 12 thì có phần di truyền phân tử, đấy, truyền tế bào và các cái quy luật di truyền. Thầy nghĩ rằng là chúng ta cứ đầu tiên là chúng ta sẽ đọc kỹ sách giáo khoa, chúng ta xây dựng cái sơ đồ tư duy về các cái kiến thức đó. Và sau đó thì chúng ta tìm kiếm các cái câu hỏi, các cái bài tập chúng ta làm để mà chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn các cái kiến thức đó. Đấy. Thì thầy tin rằng nếu mà chúng ta chăm chỉ, chúng ta có một sự nỗ lực cố gắng thì di truyền học nó cũng không phải là một cái thử thách mà chúng ta không thể vượt qua được. Vâng. Kết thúc lớp 11 phải không em? Vâng. Có lẽ bạn hỏi là bạn đang ở lớp 11 ạ. Lớp 11 ạ. Thì rất là nhiều thời gian, rất còn nhiều thời gian. Nếu như mà các em mà vừa kết thúc lớp 10, bắt đầu bước vào 11 thì thầy khẳng định với các em là hoàn toàn đủ thời gian, thậm chí là rất nhiều thời gian. Đấy. Còn nếu như mà các em kết thúc lớp 11 bước sang lớp 12 thì thời gian thực sự là hơi ít nhưng mà vẫn đủ các em ạ, hơi ít nhưng vẫn đủ, bởi vì thầy biết rằng là các cái chương trình học ở trên mạng hoặc là các chương trình mà các thầy cô dạy các em ấy thì vẫn có những lớp khởi động từ cuối lớp 11, đúng không? Đấy, thì các em vẫn hoàn toàn có thể bắt kịp được. Đấy, chỉ có điều là chúng ta sẽ phải vất vả hơn thôi. Đấy. Thế nhưng mà các thầy cô hoàn toàn có thể tổ chức các chương trình cho các em là đảm bảo bắt đầu từ lớp 12 là vẫn ok. Vâng. Vẫn ok. Đấy. Chỉ cần cố gắng, không có kỳ thi nào mà chúng ta không chinh phục được, đúng không ạ? Vâng. Chắc chắn là được. Các em cứ yên tâm. Cách học rất quan trọng. Theo thầy thì cách học như thế nào ạ? Nếu mà trong giai đoạn mà cần thiết thời gian cũng gấp rút. Nếu như thời gian mà thực sự gấp rút ý, thì có lẽ là cái việc mà như thầy Hưng vừa rồi nói là cứ giải thật nhiều đề. Đấy, giải nhiều đề và cứ phần nào mà thấy rằng nó còn hỏng thì ta lại rà soát lại kiến thức. Vâng. Thì sẽ giúp cho chúng ta có thể thu lượm được kiến thức rất là nhanh. Vâng. Đấy, và cố gắng là chúng ta thứ nhất là lấy ngay các cái đề thi đại học, các cái đề thi quốc gia các năm trước mình giải lại. Thế rồi thì đề thi của các cái trường chuyên mà uy tín, thế thì ta giải, sau đó ta trao đổi với các thầy cô, trao đổi với bạn. Thế rồi thì ta có thể kết hợp ta tìm những cái khóa luyện cấp tốc của trên mạng. Vâng. Thế thì trong một thời gian rất là ngắn thôi, ta nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể nâng cao được cái điểm số của mình rất là nhanh. Vâng, chỉ cần chúng ta cố gắng. Thực ra thì cô cũng có thể có thêm một góp ý là như này, trong chương trình sinh học lớp 12 cũng như là các cái lớp 10, lớp 11 ấy, thì chúng ta đều có thể chia ra thành các cái chuyên đề. Các cái chuyên đề đó, theo các cái chuyên đề chính thì chúng ta có thể xây dựng cái cơ sở lý thuyết và từ đó là có những cái bài tập theo những chuyên đề đó, thì học theo chuyên đề cũng là một trong những cách rất là hay để chúng ta có thể là giải được các bài tập ở những dạng bài khác nhau. Vâng, rất cảm ơn kinh nghiệm đến từ các thầy cô và hy vọng là các bạn sẽ chinh phục được những kỳ thi. Và các bạn cứ yên tâm nhé, chúng ta vẫn còn một năm nữa nếu như các bạn đang ở lớp 11, chỉ cần là các bạn cố gắng mà thôi. Câu tiếp theo là câu 50 ạ, bạn có hỏi đáp án là D. Nhưng mà em muốn hỏi kỹ hơn là 5 câu đúng là câu nào và câu nào là câu sai trong 5 câu đó. Vì câu hỏi này là câu mà em khá hoang mang. Có lẽ là cô xin trả lời câu hỏi này. Ở câu 50 là cái câu cuối cùng trong toàn bộ 50 câu hỏi của đề thi. Thế thì cái đáp án đúng là đáp án D, tức là gồm có 5 lựa chọn là đúng. Thế thì cụ thể trong cái bài này là liên quan đến mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình dưới tác động của yếu tố môi trường, ở đây là nhiệt độ. Thế thì kiểu gen là A lớn, quy định hoa đỏ, và A nhỏ là quy định hoa trắng. Thế thì ở trong cái 5 đáp án này thì đáp án đúng đó chính là đáp án thứ nhất, tức là lựa chọn thứ nhất là nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sự biểu hiện của
kiểu gen A lớn này. Cây có kiểu gen A lớn khi trồng ở môi trường nhiệt độ 35 độ C thì ra hoa trắng, thế hệ sau thì đem trồng ở nhiệt độ 20 độ C thì ra hoa đỏ. Điều này chứng tỏ bố mẹ không truyền cho con tính trạng đã định hình sẵn, mà ở đây là chỉ truyền kiểu gen, và kiểu biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình là chịu ảnh hưởng của yếu tố là môi trường, nhiệt độ. Thế thì cái câu đáp án sai là câu thứ tư, là nhiệt độ cao làm cho allen hoa đỏ bị đột biến thành allen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho allen quy định hoa trắng bị đột biến thành allen quy định hoa đỏ. Cái đáp án này là không đúng, và vì vậy mà cái đáp án đúng nữa là đáp án 3 này, lựa chọn 5 này và lựa chọn 6. Và vì vậy mà chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là D, là 5 câu đó đúng. Các bạn đã được giải thích rất là cặn kẽ rồi đúng không ạ? Cảm ơn cô. Câu tiếp theo đến từ một bạn học sinh nam, bạn có hỏi là ở câu 17, em thấy lằng nhằng như mê hồn trận, thầy hãy dẫn lối cho em với ạ. Bạn có vẻ rất vui tính ạ. Câu 17 là một câu về sinh thái học. Thế thì cái câu này có rất là nhiều các cái chuỗi thức ăn, và đề bài là giả sử lưới thức ăn của một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật được ký hiệu ABCDEFGH cho biết rằng loài A và loài C là sinh vật sản xuất, các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ trong lưới thức ăn, thì nếu như loại bỏ loài C ra khỏi quần xã thì chỉ loài D và loài F mất đi, và sơ đồ lưới thức ăn nào sau đây là đúng. Thế thì ở đây các con bám thật là chắc cho thầy cái ý, đó là nếu như loại bỏ C ra khỏi quần thì D và F là mất đi. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó mất đi vì nó không có thức ăn đấy. Thế và lưu ý rằng là đề bài cũng chỉ nói là chỉ là D và F mất đi thôi, không phải loài khác. Thế ở đây thì có bạn thì sẽ nhìn thấy là cái hình số 1 là có vẻ đúng. Thì thực ra thì hình số 1 mà nếu loại bỏ C thì cả B, D và F là đều mất, chứ không phải là chỉ có D với F. Và chúng ta nhìn lướt chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng là ở cái sơ đồ 4 thì rõ ràng là nếu như loại bỏ C đi thì cả D và F là mất đi vì không có thức ăn. Còn G, H vân vân thì vẫn tồn tại bởi vì nó vẫn còn thức ăn là B. Thế rồi H vẫn tồn tại với thức ăn là E. Và chúng ta dễ dàng thấy rằng là ở đây phương án C là phương án đúng. Thì chúng ta lưu ý rằng là đề bài cho là không thiếu không thừa, chúng ta phải hết sức để ý. Và ta gạch dưới những cái từ, những cái keyword, những cái từ quan trọng. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Các bạn ơi, trên tay tôi thì còn rất nhiều những câu hỏi và vừa rồi các bạn có gửi về. Tuy nhiên là thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều, vì thế nên chúng ta chỉ có thể trả lời được 2 câu nữa thôi. Và tôi sẽ chọn ngẫu nhiên may mắn 2 bạn để có thể đưa ra câu hỏi để gửi tới các thầy cô. Câu tiếp theo là bạn có hỏi là ở câu 34, trong trường hợp là nêu đột biến gen B thôi mà không đột biến ở A thì kiểu hình sẽ là gì? Là bị bệnh cả bệnh G và H hay là thế nào ạ? Cô sẽ giúp các em giải đáp câu 34 này. Thì nếu như bị đột biến ở gen B đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Bị đột biến ở gen B thôi mà không bị đột biến gen A, tức là kiểu gen của kiểu gen của người này sẽ là A lớn gạch B nhỏ. Và trong trường hợp này thì cái biểu hiện kiểu hình của người có kiểu gen như vậy cũng tương tự như là người có cái kiểu gen A nhỏ B nhỏ. Và trong trường hợp đối với lại cái tương tác gen ở hai allen hay là hai locus A và B này thì nó cũng giống như trường hợp là tương tác cho ra tỷ lệ kiểu hình trong trường hợp là lai hai cơ thể dị hợp tử với hai cặp gen sẽ là 9-3-4, và 9 ở đây là bình thường, 3 sẽ là kiểu bệnh H và 4 sẽ là bệnh G. 4 bệnh G sẽ bao gồm là 3 A lớn gạch B nhỏ và 1 A nhỏ B nhỏ. Vâng, cảm ơn cô. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, kết thúc chương trình thì ở câu 44, bạn có hỏi là thầy ơi, thầy hãy cố gắng giải thích cho em câu này nhé, bởi vì em thấy câu này rất là khó. Câu 44 à? Vâng. Rồi, câu 44 để thầy xem qua nhé. Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát có thành kiểu gen là 0,3 A lớn B lớn B nhỏ, 0,2 A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ và 0,5 A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Và trội là trội hoàn toàn theo lý thuyết trong các dự đoán sau đây về cấu trúc di truyền của quần thể F1 có bao nhiêu dự đoán đúng? Có tối đa 10 loại kiểu gen. 10 loại kiểu gen là sai rồi. Các em nhớ nhé, nếu như mà xét riêng cái 0,2 A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ thôi mà nó tự thụ phấn thì ta biết là dị hợp tử hai cặp gen, mà tự thụ phấn sẽ cho ra 9 loại kiểu gen. Và thực tế nó không chỉ có 9 loại kiểu gen thôi,
Còn cái trường hợp 10 loại kiểu gen này là do hiện tượng hoán thị gen, mà cái kiểu gen dị hợp tử hai a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ, tức là cái dị hợp tử hai cặp gen ấy nó có dị hợp tử đều và dị hợp tử chéo mới thành 10. Thế còn ở đây là hoàn toàn là phi độc lập thôi, thế nên đâm ra là chỉ có 9 thôi. Thế nên là cái thứ nhất, nhận định nhất là tối đa 10 kiểu gen là sai. Tiếp theo nhé, hai này, số có thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn về các cặp gen chiếm tỷ lệ là 13,75%. Thì câu này hơi khó một chút. Thì các em thấy rằng là đồng hợp tử lặn về hai cặp gen, tức là A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Mà các em biết rằng A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ ấy, thì chỉ có thể phát sinh ra ở cái những cái kiểu gen ở thế hệ P là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Và A lớn A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Các em hoàn toàn có thể tính được nó ra. Và đáp án của nó chính xác là 13,75%. Thế còn cái 3, cái nhận định 3 là sai. Nhận định 3 là sai, là số có thể có kiểu hình trội về một trong hai tính trạng. Thì tương tự như trên, các em sẽ tính tỷ lệ của cái kiểu gen là trội một trong hai tính trạng, tức là A lớn gạch B nhỏ B nhỏ, bao gồm có là A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ và A lớn B nhỏ B nhỏ, hoặc là A nhỏ B lớn gạch. Đấy, và khi các em tính nó ra thì kết quả của nó sẽ khác là 54,5%. Thầy ở đây thì thầy tính tạm nó ra là 52,5. Có thể kết quả đấy, nhưng mà thầy nhận định đây là khác kết quả là 54,5%. Thế còn cái số 4 này, số có thể có kiểu gen là mang hai allen trội. Thực sự là nó cũng rất là phức tạp. Hai allen trội thì có thể là A lớn B nhỏ B nhỏ, hoặc là A nhỏ B lớn B lớn, hoặc là A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. Và do đó thì các em tính tổng nó ra thì nó sẽ khác 32,3%. Đấy. Và thực sự thì đây cũng là một câu rất là dài, và một câu này thôi, nhưng mà bài tập các em phải tính đến tận ba cái phép tính nhỏ, và đáp án của nó chính là đáp án D, có một cái nhận định số 2 là chính xác thôi. Đấy, các em nhớ đáp án D, cô số 4. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Chương trình ngày hôm nay thì thời lượng cũng đến đây là phải hết rồi. Và mặc dù là trên tay tôi còn rất nhiều câu hỏi các bạn gửi về chương trình, và cũng mặc dù là bộ đã ra đáp án, nhưng mà có vẻ như là các bạn vẫn cảm thấy rất là muốn tìm hiểu kỹ hơn về những câu hỏi này. Có lẽ là cũng thể hiện một phần tình yêu với bộ môn sinh học, cho nên khi các bạn đặt câu hỏi nhiều như thế này. Và hôm nay thì cũng là buổi thi kết thúc cái đợt thi Trung học phổ thông quốc gia này rồi. Vậy thì như các buổi trước thì em có hỏi các thầy cô là chúc gì cho các bạn, nhưng mà hôm nay thì cũng là buổi cuối rồi, vậy thì không biết là các thầy cô có điều gì muốn chia sẻ với các bạn không ạ? Thi thì cũng thi xong rồi ạ. Thầy cô có chia sẻ. Vâng. Thầy nghĩ như thế này này. Vâng. Là khi mà các con đã cố gắng hết sức mình rồi thì bây giờ hãy vui vẻ để đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Nếu như bạn nào đạt được điểm cao thì chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta vào đại học. Vâng. Và cố gắng để mà có một cái thành tích thật là tốt trong quá trình học đại học. Vâng. Thế còn nếu như bạn nào mà cảm thấy rằng là có những yếu tố gì đó làm cho mình cái điểm số của mình không được cao thì mình phải tìm được nguyên nhân. Đấy, và tìm được nguyên nhân sau đó thì mình sẽ xem có cái giải pháp nào để khắc phục nguyên nhân đó, để mà làm sao sang năm khi mà thi thì sẽ phải nâng cao điểm số của mình. Và cái quan trọng là luôn luôn phải nỗ lực cố gắng, không từ bỏ. Đúng rồi ạ. Vâng. Còn cô ạ? Cô thì thấy rằng là nếu mà được điểm cao để đỗ vào đại học thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Còn nếu trong trường hợp mà đủ để điểm tốt nghiệp nhưng mà không đủ để vào đại học với môn sinh chẳng hạn, hoặc là cũng như là với các môn khác, thì hoàn toàn chúng ta còn có rất nhiều cánh cửa có thể mở ra, và mọi thứ còn đang chờ đợi các em về phía trước. Và chúc các em may mắn cũng như là thành công trong cái quãng đường sắp tới của mình. Vâng, thầy Hưng ạ. Thầy là người mà đồng hành cùng các em trong toàn bộ cái thời gian vừa rồi trong chương trình chinh phục kỳ thi, thì thầy có một cái chia sẻ như thế này. Thực sự thì với các em bây giờ có rất nhiều điều thuận lợi, tức là khi mà các em thi xong rồi, các em có kết quả rồi thì các em nộp vào các trường đại học. Thế chính vì thế là cái việc mà trượt đại học thì sẽ ít hơn, mà quan trọng là các em sẽ không, có thể là các em sẽ không may mắn và không vào được cái trường mà mình mong muốn. Tuy nhiên mà thầy phải có một cái chia sẻ như này cho các em yên tâm. Thứ nhất là bởi vì giả sử nhé, những bạn nào mà muốn thi y thì các em nhớ rằng là ngay kể cả là đại học y thì cũng rất nhiều lựa chọn, cao nhất là y Hà Nội, sau đó là các trường y khác có rất nhiều trường luôn. Thế thành thử rằng là các em có rất nhiều lựa chọn. Nếu như mà điểm các em cao, các em tự chọn vào những trường tốt đầu. Còn nếu như cái điểm các em ở trung bình thì các em hoàn toàn có thể chọn những trường tầm trung, tầm khá vừa vừa cũng được. Và các em nhớ là như này, thầy đã trải qua cái thời gian học đại học rồi, thầy biết là cái việc mình vào một cái trường mà không được, mà các em quen quan niệm là không đào tạo, không được đỉnh cao,
Nhưng mà các em nhớ rằng là cái thời gian mà các thầy cô dạy ở trên lớp ấy nó rất là ít, mà cái thời gian mà các em tự học ở nhà nó lại rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Và cái giáo trình của nó thì tất cả các bạn học sinh, tất cả các bạn sinh viên đều đọc số lượng giáo trình là nhiều như nhau. Các em hoàn toàn có cơ hội để tiếp cận với rất nhiều giáo trình. Thế chính vì thế nên là cái năng lực tự học của các em nó sẽ quyết định cái kết quả học tập cũng như là cái năng lực làm việc của các em sau này, chứ không phải là học trường nào. Đấy. Thế chính vì thế nên là cái thi trung học phổ thông quốc gia này chỉ là một trong số thôi, là một cái thời điểm mà quan trọng thôi, nhưng cũng không phải là quyết định cả cái cuộc đời của em sau này, mà sau này còn tất cả những cái nỗ lực của các em nữa. Nếu như mà trong lòng các em cảm thấy rằng là mình luôn lo lắng khi mình ôn thi, tức là các em có nỗi lo cho bản thân mình, có nghĩa là các em đã có trách nhiệm với bản thân mình. Và khi các em có trách nhiệm với bản thân mình thì chắc chắn lên đại học, dù các em vào trường nào đi chăng nữa, thì chắc chắn là cái kết quả học tập của các em cũng sẽ là tốt, và cái năng lực của các em làm việc sau khi các em ra trường cũng sẽ là tốt. Đấy, thầy có một cái chia sẻ rất là chân thành với các em như thế. Thế nên là các em hãy vui vẻ chờ đợi, và cái quan trọng bây giờ là các em sẽ chọn cái trường nào mà các em cảm thấy là các em hài lòng với nó và vừa sức với và đủ cái tầm điểm của mình để các em vào được trường đó thôi. Chúc các em may mắn và thành công. Chúc các bạn sẽ đạt được những cái điều các bạn mong muốn qua những cái buổi chia sẻ này và cũng như là những lời tâm huyết của các thầy cô, và xin cảm ơn các thầy cô một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn. 21 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2016, VTV7 liên tục có các chương trình chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án các môn toán, văn, tiếng Anh, lý, hóa, sinh. Hãy đón xem chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án 21 giờ hàng ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi tới. Yeah! VTV7 chúc các bạn thành công. 21 giờ từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 năm 2016, VTV7 liên tục có các chương trình chinh phục kỳ thi, gợi ý đáp án.